Đây là cây hoa phù dung vào buổi sáng này. Buổi sáng nó là bông màu trắng này. Đấy, phù dung cánh hoa mỏng manh như áo, kiêu sa như áo của cô tiên này, màu trắng này. Nhưng mà đặc biệt có cây á, thì nó có 4-5 hoa trong một bông hoa lớn này. Một hoa này, hai hoa, ba, bốn, năm, sáu, bảy này. Hoa này, một cái đây là chùm hoa trong hoa đây. Đấy, đẹp không? Đó. Chuỗi, chuỗi bông đang chuẩn bị tinh thần nở hoa. Vào buổi sáng thì nó có màu trắng, chiều ngã qua màu hồng. Có một cái giống này đặc biệt là nó có hoa, hoa 4-5 hoa trong một cái hoa lớn. Đấy. Trắng này bắt đầu ngã ra hồng, hồng hồng ở trên đầu cánh này. Tổng quan cây này. Trồng cảnh quan ok. Vừa có hoa. Nếu một cây thì hoa rất là sai hoa. Đấy, hoa màu trắng này. Hoa màu trắng đẹp không? Này. Hoa màu trắng này. Đấy, búp hoa mới nở. Chăm sóc dinh dưỡng mạnh vô là hoa xum xuê. Trong khu du lịch cảnh quan rất là ok. Đấy. Rực rỡ luôn. Ba đây. Đó, một cái bông hoa nữa rất là đẹp không? Nguyên một chùm luôn. Đấy.